Liêm xin kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến. Thưa bà con, những cơn mưa lớn kèm theo tình hình thủy văn, đó là mực nước đang lên những ngày cuối tuần qua đã gây ngập úng và khó khăn rất nhiều cho bà con mình trong khâu canh tác cũng như là các khâu sinh hoạt. Những ngày gần đây thì Tú Liêm nhận thấy đó là nắng lên đã rất là khả quan rồi. Không biết diễn biến tiếp theo của thời tiết từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023 sẽ là như thế nào? Thì hãy cùng lắng nghe những thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Ngay sau đây, xin kính mời bà con cùng với Tú Liêm chúng ta kết nối với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên gia thời tiết đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nha. Dạ vâng, Tú Liêm xin chào thạc sĩ ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ thưa thạc sĩ, thì sau những cái trận mưa lớn thì mấy hôm nay Tú Liêm nhận thấy đó là nắng lên cũng rất là đẹp rồi. Không biết thời tiết hiện tại đã có những cái thay đổi gì và trong 3 ngày giữa tuần này có diễn biến tiếp theo như thế nào ạ? Hiện tại thì rãnh thấp có trục đi qua cái khu vực Bắc Trung Bộ có cường độ giảm dần và gió mùa Tây Nam thì hoạt động với cái cường độ không mạnh. Dự báo trong những ngày giữa tuần từ thứ Tư đến thứ Năm khoảng ngày 20 và ngày 21 tháng 9 thì áp cao lạnh tăng cường về phía Nam, nén rãnh thấp đi qua cái khu vực Bắc Trung Bộ lùi về phía Nam. Do vậy mà các cái tỉnh Nam Bộ thì ở rìa phía Nam của rãnh thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động không mạnh. Vì thế mà thời tiết trên khu vực có mưa xuất hiện vào chiều tối ở cái diện là rải rác, có nơi thì có cái mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, còn ban đêm thì có cái mưa rào vài nơi. Ban ngày thì trời nắng với nền nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 31 đến 34 độ, có nơi sẽ trên 34 độ, còn ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 26 độ. Vâng, ngày nắng là một điểm nhấn cho thời tiết giữa tuần này. Đây chắc chắn sẽ là một thông tin vui đến những trà lúa đang lo le trổ, đang sắp thu hoạch ạ. Về tình hình thủy văn thì những cơn mưa lớn thoát nước không kịp gây ngập úng và cái mực nước thủy triều tuần qua thì cũng đang lên. Không biết tuần này được dự báo ra sao thưa thạc sĩ? Mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long hiện nay thì cũng đang lên theo triều và cái mực nước ghi nhận cao nhất vào ngày 17 tháng 9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2m58 và trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2m38. Do đó mà dự báo trong 2-3 ngày tới thì cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên, sau đó sẽ biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 22 tháng 9 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 2m65, còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 2m5. Và mùa lũ năm nay ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long là lũ nhỏ sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 9 cũng như là đầu tháng 10. Vâng, lũ năm nay nhỏ. Như vậy thì thiết nghĩ cái vấn đề mà lượng nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long về sau nó sẽ thiếu hụt so với mọi năm. Như vậy thì chắc chắn là cái tình trạng xâm nhập mặn sau này nó sẽ có bị ảnh hưởng ít nhiều đúng không cô? Xâm nhập mặn thì dự báo mùa khô trong năm nay, năm 2023, cái khả năng xuất hiện xâm nhập mặn sẽ sớm hơn so với cái trung bình nhiều năm, khoảng 1 tháng, bắt đầu khoảng từ giữa và cuối tháng 12, muộn hơn so với cái năm 2015-2016 khoảng 10 ngày. Tuy nhiên thì cái tình hình nguồn nước ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn phụ thuộc vào cái vận hành của nhiều hồ thủy điện ở Thượng Lưu. Do đó mà cũng sẽ có những cái bất thường trong cái thời gian tới, có thể làm cho cái xâm nhập mặn sẽ tiến sâu hơn vào trong cái khu vực đất liền. Và cái tình trạng thiếu nước ngọt tại các cái tỉnh ven biển như là khu vực Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó mà bà con nông dân cũng nên chủ động trữ lượng nước ngọt dùng trong sinh hoạt cũng như là tưới tiêu cho cây trồng. Vâng, bà con thân mến, một thông tin rất quan trọng mà thạc sĩ vừa cung cấp cho chúng ta đó chính là cái tình trạng xâm nhập mặn sớm hơn khoảng 1 tháng so với trung bình nhiều năm. Do đó thì những cái khu vực canh tác ven biển như là khu vực Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng thì nên lưu ý là có những cái biện pháp thích hợp, và đặc biệt là đối với những cái khu vực mà canh tác lúa thì chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề thời vụ cho nó thích hợp hơn. Và trở lại với thông tin thời tiết tuần thì những ngày cuối tuần này, cụ thể là từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9, thời tiết sẽ có những gì đáng lưu ý thưa thạc sĩ? Đối với những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường về phía Nam, nén rãnh thấp đi qua cái khu vực miền Trung sẽ tiếp tục di chuyển về phía Nam đi qua cái khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
Nhiều khả năng thì rãnh thấp này sẽ hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Đồng thời trên cái dải hội tụ nhiệt đới này sẽ hình thành một cái vùng nhiễu động. Nhiều khả năng thì có thể là sẽ hoạt động mạnh dần lên. Do vậy mà khu vực các cái tỉnh Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của rãnh thấp này. Vì thế mà các cái tỉnh miền Đông và miền Tây sẽ có một cái đợt mưa lớn diện rộng trong những cái ngày cuối tháng 9. Nhiều nơi thì sẽ mưa vừa, cục bộ thì có cái mưa to đến rất to. Và dông, trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa gần như là trong ngày. Mưa nhiều sẽ tập trung vào trưa chiều và chiều tối, cũng như đêm về sáng sớm. Mưa lớn thì có thể làm cho nước không thoát kịp, sẽ gây ngập ở cái khu vực trũng thấp ven sông. Còn ban ngày thì có lúc sẽ giảm mây và nắng yếu. Nhiệt độ trong ngày trong khoảng thời gian này sẽ giảm từ 2 cho đến 3 độ, phổ biến ở mức là từ 28 cho đến 31 độ. Còn ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 22 đến 25 độ. Trong tuần thì mưa có xu hướng sẽ gia tăng vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới. Và những cái cơn mưa dông thì kèm theo cái gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà các hoạt động ngoài trời và du lịch thì cũng cần đề phòng. Vâng, những ngày cuối tháng 9 mưa nhiều cũng là cái câu tóm tắt chung cho tình hình thời tiết cuối tuần này và đầu tuần tới. Đây sẽ là một cái thông tin bất lợi cho bà con mình đây. Bên cạnh đó thì với cái tình hình mưa này thì Tú Liêm cũng có một số điều đáng lưu ý cho bà con mình trong qua phần cuối. Ngay sau đây thì xin mời bà con chúng ta sẽ điểm nhanh qua các phần thông tin thời tiết biển từ cô Ngọc Điệp nha. Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau thì gió Tây Nam ở mức là cấp 4, độ cao sóng thì từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm huyện đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan thì gió Tây Tây Nam trong suốt tuần duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4, tình trạng biển là bình thường, độ cao sóng thì từ nửa mét đến 1 mét rưỡi. Gió trên cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam trong tuần tới nhìn chung là không mạnh, khá thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi cũng như là các cái phương tiện tàu thuyền hoạt động ở cái khu vực vùng biển phía Nam. Tuy nhiên thì đối với vùng biển ngoài khơi thì có cái mưa dông, trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ vâng, vừa rồi là những dự báo thời tiết thủy văn của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023. Xin cảm ơn cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe và công việc thuận lợi ạ. Bà con thân mến, diễn biến thời tiết tuần này đó là giữa tuần thì nắng nhưng mà sang những ngày cuối tuần thì mưa lớn trên diện rộng, và một điểm lưu ý đó là những cơn mưa này kéo dài trong ngày và có thể là kéo dài trong những ngày cuối tháng 9 này luôn. Mưa thì chuyển sang nắng thì bà con cũng cần lưu ý đề phòng những cái bệnh do nấm khuẩn, đặc biệt là cái đối tượng đầu ôn, và trên bông trên hạt thì có cái đối tượng lem lép hạt nhé. Sang cuối tuần thì chuyển sang mưa nhiều, những trà lúa rổ cần đặc biệt lưu ý đối với những cái giống như là OM18, Đại Thơm 8 đang khá là đại trà. Thì dạo gần đây có ghi nhận hiện tượng lép hả họng, hay bà con mình gọi lép đó là khô trắng đầu bông. Đây là cái hiện tượng thường gặp khi mà lúa đang phơi màu và gặp mưa, đặc biệt là đối với các giống có khoảng thời gian phơi màu khá là lâu. Những trường hợp nặng thì có thể lép luôn nửa bông trên toàn ruộng. Đánh giá thiệt hại thì thiệt hại năng suất khá là nhiều đó. Do đó thì bà con chúng ta nên chuẩn bị trước cường lực cho hạt phấn. Nắng mưa là chuyện của trời mà, thời tiết thì chúng ta không thể nào mà điều khiển được rồi. Lỡ nếu như mà có cái trường hợp mà lép hả họng thì bà con chúng ta cũng đừng quá buồn và cũng đừng quá lo lắng, thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp và thuốc vào gạo cho những cái hạt còn lại để chúng ta bù trừ năng suất nhé. Và một thông tin nữa đó chính là tình trạng xâm nhập mặn thì có thể sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó thì những cái vùng mà thạc sĩ đã thông tin thì chúng ta cũng phải lưu ý thêm. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Chương trình kỳ này đến đây là kết thúc. Và bà con cũng đừng quên lịch phát sóng của chương trình là vào lúc 18:30 mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Văn Phát Nông nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau.